Chào mừng tất cả các bạn trở lại với lãnh địa Samsung nha. Bữa nay mình sẽ tổ chức buổi cân siêu phẩm nha anh em. Cân mấy siêu phẩm nồi đồng cối đá, coi con nào mà anh em cầm vừa tay nhất. Đó. Đầu tiên mình sẽ cân cái con Unihot tăng này đi anh em. Unihot tăng này là nặng là 650 g nha anh em. Đây, những anh em nào mà tay phải lực lưỡng tí xíu mới sở hữu con này nha, 650 g nha. Còn đây là Luxwheel BL. Con này là BL 9000 nha anh em. Đây, để mình cân thử BL 9000 này coi trọng lượng là bao nhiêu đây. Cái cân này thì nó cũng có sai số nha anh em. 450 g nha anh em. Luxwheel BL 9000. Đó, còn anh em nào thích nhẹ nhẹ thì có những cái dòng Motorola nè. Những con này thì chắc chỉ có 250 g thôi. Motorola nha anh em. Máy mỏng nhẹ nha. Thiết kế cũng còn rất đẹp luôn nha anh em, Motorola. Đó. Còn nhẹ hơn nữa thì có con này là cái này là S7 Active của Samsung nha anh em. Con này thì độ ước chừng chắc cỡ chừng 200 g thôi. Đây. 200 g đúng luôn anh em. S7 Active. Đây, dòng này cũng là nồi đồng cối đá nha. Rồi một cái dòng nữa là Xcovero nha anh em. Đây, cân anh này lên cho anh em coi luôn nè. Con này là nặng bao nhiêu đây? Cũng 200 gram luôn nha anh em. Tại thiết kế mấy con này là bằng nhựa nha, nó không có nặng lắm. Đó. Còn con này thì quá nặng rồi anh em, 650 gram. Unihot tăng nha. Anh em nào cần liên hệ